Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Suốt 89 năm qua, bằng sự đoàn kết vững chắc và mối quan hệ máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước, để nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Đối với tỉnh Lào Cai, năm 2018 được khép lại với nhiều thành công, thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân các dân tộc Lào Cai đặt niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ vạch ra đường lối phát triển kinh tế xã hội đúng đắn trong giai đoạn tiếp theo. Chính những đổi thay, những chuyển biến trong cuộc sống của đồng bào trong những năm vừa qua, cũng như những cách làm sáng tạo hiệu quả ở cơ sở là chỗ dựa để củng cố thêm niềm tin vững chắc đó. Một tấm áo mới đã được khoác lên nơi vùng cao Nậm Sài, huyện Sapa. Tại thôn Nậm Ngấn, thôn xa nhất, khó khăn nhất của Nậm Sài, đồng bào người Dao không còn vất vả để chiến đấu với cái đói, cái nghèo, bởi họ đã biết cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình. Năm nay, người dân Nậm Ngấn có một vụ mùa bội thu. Trước kia thì nó hơi nghèo, nhưng không như bây giờ là ngày xưa nhá, không xe cộ, không có cái gì, không có mà nghèo đói, cơm không có ăn. Thì bây giờ nó sẽ khác hơn ngày xưa, mà tiền nong thì bây giờ trồng và thảo quả cái gì đấy thì nó sẽ khác hơn ngày xưa. Ngày xưa thì rất là nghèo khổ, lúa ngày xưa được có 15 bao thôi, nhưng bây giờ thì được 80 bao một năm. Nậm Ngấn hôm nay đã có những đổi thay lớn mà chỉ vài năm trước bà con nơi đây chưa từng nghĩ tới. Và sự đổi thay lớn nhất chính là những chuyển biến trong nhận thức của người dân. Hưởng ứng những hướng đi mới, những cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con người Dao Nậm Ngấn đã nỗ lực để thay đổi cuộc sống của gia đình, thôn bản. Đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã thoát được đói nghèo. Mô hình mới thì bây giờ ở xã, ấy, theo nghị quyết của xã, của đảng bộ ấy, thì ra nghị quyết là nuôi bò hàng hóa, nuôi nhốt đấy. Thì ở thôn này thì từ năm 2013 thì đã phát bò cho viện theo ấy, thì là được 4-5 con. Thì vừa rồi thì vẫn phát thêm bên bộ hàng hóa được 6 con, là tổng 10-12 con gì đó. Thì nếu mà cái đấy, nếu mà ví dụ người dân có sự cố gắng chăm sóc, trồng cỏ và chịu khó chăn dắt thì nó sẽ nó thành hiện thực thôi. Một năm, hai năm nó sẽ phát triển ra đàn bò, nó sẽ kinh tế nó phát triển nó khá hơn. Còn ví dụ kinh tế làm thảo quả thì nó chung một năm được thì nó cũng không bền vững được. Đặc biệt, thêm niềm vui đến với vùng cao Nậm Ngấn là năm nay điện lưới đã về tới thôn. Kể từ đây sẽ không còn phải dùng đến máy phát điện mini. Trẻ con sẽ có ánh sáng để học bài mỗi tối, được xem TV, bà con sẽ có điện để sản xuất. Đã có rất nhiều dự định, nhiều kế hoạch được vạch ra, những kế hoạch để cải thiện cuộc sống khi có điện. Từ khi có điện lưới quốc gia thì gia đình nhà tôi thì cũng mua sắm TV để theo dõi thời sự, về học hỏi những cái phát triển về môi trường, về trồng cây ăn quả. Trong thời sự này thì có xem thấy trên Mường Khương thì nhìn thấy họ trồng cam quýt. Lúc có TV thì được biết về cây ăn quả đấy có tác dụng về sản xuất, về kinh tế trong gia đình. Và hơn nữa là gia đình tôi cũng mua được một số máy để phục vụ cho bà con. Ví dụ như là máy bào gỗ để đi đóng cửa, đóng bàn cho bà con, máy trà gỗ để cắt gỗ cho bà con, phục vụ bà con nhân dân trên này. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng có thể cảm thấy rõ những đổi thay lớn trong cuộc sống của bà con nơi đây. Tủ lạnh, TV, những vật dụng hiện đại được người dân sắm sửa từ lâu, nay đã có điện để đưa vào sử dụng. Điện về, cái Tết của đồng bào người Dao Nậm Ngấn cũng rộn rã hơn nhiều. Bước vào năm 2019, không khí Tết thì nói chung là bà con cũng rất là phấn khởi. Cái thứ nhất cũng có điện,
có tivi xem để xem Tết, để truyền hình, xem truyền hình tiếp, ví dụ như xem đá bóng các cái, vừa con chó và con cũng rất là được hiểu về cái thông tin đại chúng đấy, cũng cũng về chương trình xây dựng nông thôn cũng được nâng cao lên cái tầm tầm nhìn của các cháu thì về xây dựng nông thôn mới. Không chỉ riêng Nậm Ngấn mà nhiều bản nghèo tại khắp các địa phương của Lào Cai đang có sự thay da đổi thịt đến diệu kỳ, dần mang diện mạo của những vùng quê nông thôn mới. Tất cả những kết quả đó là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai, là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần tự giác, tự lực, tự cường. Kết quả này có được cũng nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, nhờ hiệu quả của những chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người dân vùng cao. Sự thay đổi lớn lao về diện mạo và cuộc sống của người dân chính là cơ sở để nhân dân thêm niềm tin vào Đảng. Để những chủ trương, đường lối của Đảng được đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân, thì việc phát huy vai trò gương mẫu của các đảng viên, người có uy tín tại thôn bản luôn là giải pháp hiệu quả hàng đầu. Gần 20 năm qua, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên Chảo Thùng Phin không ngừng phấn đấu để trở thành tấm gương cho bà con trong thôn noi theo. Thế vào Đảng mình và con nhân dân để khó khăn, nhiều lúc mình cũng đi giúp bà con là khó khăn, vướng mắc làm cái gì không kịp mình cũng đi giúp bà con làm việc, giúp đỡ gia đình ông kia làm việc không làm được để vận động anh em đảng viên đi cùng giúp bà con làm ra nhiệm vụ làm việc cái ruộng cái gì không xong là thu lúa không xong để đi viện nhân viên là đảng viên đi cùng nhau giúp bà con làm. Vững chắc niềm tin với Đảng, với đồng bào người Dao ở Nậm Ngấn, được đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng là khát vọng, là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Chính vì vậy, dù là thôn đặc biệt khó khăn, nhưng vài năm trở lại đây, việc phát triển đảng viên tại địa bàn này lại có nhiều thuận lợi. Chi bộ Nậm Ngấn có hơn 10 đảng viên, thì đa phần là đảng viên trẻ và không ít đảng viên là nữ. Đây là một sự thay đổi thực sự đáng kể. Đã có cuộc thi đua giữa các dòng họ trong thôn, động viên con em mình tu dưỡng, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bố mẹ ông và dòng họ nhà mình chưa có ai vào Đảng nên em là người đầu tiên vào Đảng nên em rất tự hào. Trước kia người phụ nữ người Dao mình thì chỉ biết lên nương lên dãy, còn bây giờ mong muốn của em là vào Đảng rồi lại giúp phụ nữ ở trong thôn mình có thể ra xã hội nhiều. Riêng cái thôn Nậm Ngấn này thì có 97 hộ. Đấy, có 450 nhân khẩu thì chúng tôi qua những cái cuộc cấp ủy chính quyền đối thoại với nhân dân và đối thoại với đoàn thanh niên thì chúng tôi đã giao cho đoàn đấy, tổ chức các cái đợt tuyên truyền như thế thì chúng tôi thấy là chị em mà các thanh thiếu niên đấy, trong các dòng họ đấy, đã có những cái động cơ phấn đấu rất là tích cực để mà mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Và từ đó thì đã tạo ra một cái nguồn quần chúng ưu tú rất là phong phú. Biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trở thành hành động thiết thực để cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhờ những cách làm mới và sáng tạo của cấp ủy chính quyền các địa phương mà hạt nhân là các đảng viên gương mẫu, diện mạo nông thôn của Lào Cai đang ngày càng khởi sắc. Sắc xuân đang hòa quyện trong niềm vui ngập tràn. Trên quê hương Lào Cai, Tết đến xuân về, lòng người phấn chấn, lạc quan đón chào năm mới Kỷ Hợi với nhiều kỳ vọng thành công. Kết quả và thành tựu toàn diện năm 2018 đã củng cố chắc chắn, bền vững thêm niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân. Đó là động lực to lớn để cổ vũ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu to lớn, vun đắp cho con đường phát triển của quê hương trong những năm tiếp theo. Chuyên mục xây dựng Đảng kỳ này tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.